thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 41.000 người. Tuy nhiên, giữa những đau thương, mất mát thì vẫn có những phép màu kỳ diệu của sự sống khi mà lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm được nhiều nạn nhân sau hơn 200 giờ bị mắc kẹt dưới gạch đá. Tại Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ thì một bé trai 13 tuổi đã được giải cứu sau hơn 228 giờ, tức là gần 10 ngày bị vùi trong đống đổ nát. Phép màu cũng đã xảy ra tại một thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Adıyaman, khi mà một cụ bà 77 tuổi đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống gạch đá sau hơn 200 giờ bị mắc kẹt. Và đây, thưa quý vị, chính là những hình ảnh của bàn tay kêu cứu của một người đàn ông Syria 65 tuổi sau hơn 208 giờ kinh hoàng dưới đống đổ nát tan hoang của động đất. Các nạn nhân đã được khẩn trương đưa đến bệnh viện. Hầu hết thì các nạn nhân đều phải điều trị các vấn đề liên quan đến thận. Đây là một vấn đề về sức khỏe phổ biến của những người sống sót sau động đất, thế nhưng bị mắc kẹt trong thời gian dài. Vâng, sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thì một số phần tử cơ hội đã tận dụng thời cơ này để lừa những người cả tin, quyên góp tiền và các quỹ từ thiện giả mạo. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng hình ảnh được báo chí quốc tế đăng tải rộng rãi, dựng lên những câu chuyện về các nạn nhân sống trong cảnh khốn cùng như là không có nước sạch, không được sưởi ấm, v.v. để lừa tiền những người hảo tâm. Số tiền ấy, thay vì được đưa vào các quỹ từ thiện thực sự thì lại bị chuyển vào tài khoản của những kẻ lừa đảo qua các ví điện tử. Những ngày qua, nhiều tài khoản TikTok đăng ảnh sự tàn phá trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cảnh các nỗ lực cứu hộ, đồng thời kêu gọi người theo dõi quyên góp. Hãy cứu giúp Thổ Nhĩ Kỳ, cầu nguyện cho các nạn nhân, hãy quyên góp cho nạn nhân động đất là những tiêu đề thường được sử dụng. Một tài khoản phát sóng trực tiếp hơn 3 giờ nhưng chỉ chiếu một bức ảnh với các tòa nhà đổ nát và hiệu ứng âm thanh tiếng nổ. Song chính giữa lại bật chức năng donation, tức kiếm tiền từ người xem của TikTok. Một video khác trên TikTok chiếu ảnh một đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy khỏi một vụ nổ. Thông điệp của chủ tài khoản TikTok này là xin hãy giúp đạt mục tiêu. Đây rõ ràng lời kêu gọi người theo dõi tặng quà TikTok. Tuy nhiên, bức ảnh này lần đầu xuất hiện trên Twitter từ năm 2018 liên quan tới chiến sự ở Tây Bắc Syria. Còn trên Twitter, nhiều tài khoản chia sẻ những hình ảnh xúc động về trận động đất, đi kèm với ảnh là đường link dẫn tới các ví tiền điện tử. Theo điều tra của kênh BBC, một ví dụ là tài khoản Turkey Relief được lập vào tháng 1 với chỉ 31 người theo dõi. Tài khoản này kêu gọi quyên góp thông qua PayPal. Tổng số tiền ví PayPal này thu được đến nay là $900, nhưng tới $500 đến từ người tạo ra tài khoản Turkey Relief nói trên. Đây chỉ là một trong hơn 100 tài khoản PayPal kêu gọi quyên góp tiền cho các nạn nhân trận động đất trong những ngày gần đây. Những kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản cứu trợ thiên tai trông giống như thuộc về các tổ chức hợp pháp, nhưng sau đó tiền lại được chuyển vào các ví PayPal. Có nhiều quỹ từ thiện ngoài Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng PayPal, nhưng nếu người gây quỹ nói đang ở trong nước, thì đó là dấu hiệu cảnh báo. Trong khi đó, một tài khoản Twitter đăng tải duy nhất một nội dung kêu gọi tài trợ 8 lần chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ, sử dụng ảnh lính cứu hỏa ôm một em nhỏ giữa tòa nhà đã đổ sập. Tuy nhiên, qua xác minh, tờ báo Hy Lạp Rema cho biết bức ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo.